Hello, xin chào các bạn. Hôm nay ngày 13 các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ tập cho bé một chút thịt bò sống. Bởi vì chó động vật ăn thịt mà, mình cho ăn nó đầy đủ chất một chút ấy thì nó sẽ đẹp lông đẹp da. Đầu tiên thì mình sẽ tập cho ăn một bồng nhỏ thôi. Mình sẽ chọn miếng nạc nhất và ngon nhất cho nó ăn các bạn nhé. Chứ mình không dám cho ăn nhiều, bởi vì ăn nhiều cũng sợ đi ngoài. Mùi lạ thơm là rất nhanh các bạn ạ. Ăn hết rồi, quay đoán tiếp các bạn ơi. Mà thôi, chỉ có thế thôi nhé, không có nhiều đâu mà ăn. Nay thì sức khỏe ổn định, những vân đầm trên người đã khá ok. Mình sẽ tiến hành tiêm phòng mũi thứ 3 cho bé. Lịch tiêm của bé bị qua mất 10 hôm, bởi vì những hôm trước đầm quá nặng, mình không thể tiêm trong lúc này được. Sức khỏe yếu của con chó có thể là con chó kiệt quệ các bạn ạ. Thuốc tiêm thì mình sẽ chọn thuốc tiêm của Mỹ các bạn nha. Mình thì mình cũng chẳng biết là Mỹ, Pháp hay là loại gì tốt nhất đâu, nhưng mà mình thấy loại này đắt nhất nên là mình mua về tiêm cho bé. Mình thì mình vẫn tin tưởng loại này. Bao năm mình tự tiêm cho chó như mình toàn loại này hết, mình thấy chưa bao giờ mà chó mình bị bao vô hay cái gì cả. Trước khi tiêm thì mình sẽ trộn hai lọ nước vào lọ bột với nhau, mình sẽ bơm hết siêng thuốc vào người của bé cún. Nếu như chúng ta tiêm đúng cách thì chó nó sẽ không bị đau. Sau khi tiêm xong thì chúng ta sẽ lấy tay day nhẹ vào chỗ vừa tiêm, dung dịch thuốc tiêm rồi tan hết các bạn ạ. Tiêm phòng cho chó con như thế này là rất cần thiết các bạn nhé. Năm đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tiêm đủ 3 mũi, và những năm sau thì mỗi năm nhắc lại một lần. Như vậy thì những bé cún của chúng ta nó sẽ có được sức đề kháng, chống chọi với bệnh tật các bạn nhé. Nay thì mình cũng chỉ quay đây thôi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Tạm biệt các bạn.